Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đến thăm hỏi tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc người có công tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và một số ban ngành trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ân cần nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe các bà, các ông là những người có công với cách mạng đang điều dưỡng chăm sóc thường xuyên ở trung tâm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc chăm sóc cho những người có công với cách mạng luôn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Phó Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe đến các bà, các ông, mong các cụ sẽ luôn sống vui, sống khỏe, làm gương cho thế hệ sau. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng biểu dương những nỗ lực cố gắng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện các chính sách cho người có công. Đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, cán bộ, người lao động của Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc người có công nói riêng sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa của cả nước. Trong dịp này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Thu Hành, anh hùng lực lượng vũ trang Trần Phong và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyết. Phó Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe, mong muốn các anh hùng lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam anh hùng sẽ sống thật vui, thật khỏe, là cây cao bóng cả trong gia đình và là tấm gương sáng cho tất cả các thế hệ sau. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương cần hết sức quan tâm đến những gia đình chính sách, nắm bắt các tâm tư nguyện vọng kịp thời để có những chương trình hỗ trợ phù hợp.